Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong video buổi tối ngày hôm nay thì như thường lệ ngày thì Túc chia sẻ với mọi người cái thẻ kết hợp từ dự án Hamster Công Bắc ngày 29 tháng 7 anh em nha. Được chưa? Thì đối với những anh em mới cũng như là cũ thì chúng ta đều kích ở phần đào cho mình. Ok, thì thẻ ngày hôm nay thì nó có thời lượng là 23:39 phút đưa, nó sẽ kết thúc và nó chuyển sang thẻ mới. Thì cái thẻ mới thì mình sẽ cập nhật sau, còn thẻ ngày 29 tháng 7 thì mình sẽ cập nhật ở đây, được chưa? Ok, thì thẻ hôm nay thì theo thông tin mình nắm bắt cái thẻ hôm nay thì mình không nhận được rồi, vì các bạn mình nâng level cao quá. Thẻ hôm nay là thẻ đầu tiên là app con từ listing này. Thẻ thứ hai là thẻ web3 AK đi lau này, thẻ thứ tư là grab for đi block này, được chưa? Rồi, ba thẻ này thì nó nằm ở cái mục mà trước tiên là cái mục spare trước này, được chưa? Chúng ta như của anh em là nó nằm thẻ mới hoặc thẻ của tôi này, trong hai cái mục này thôi. Dạ, chúng ta kéo xuống này. Đây. Hiện tại mình nâng level cao quá. Đây, con grab3 academy đây, lau này. Thì hiện tại là mình mất 18 triệu đồng xu hôm tư bác, mình đổi ngân lại lợi nhuận bây giờ mình khá được ít nên là thôi, được chưa? Rồi, thẻ đầu tiên đây nha anh em nha. Rồi, thẻ thứ hai là thẻ này. App counter listing đây. Hiện tại mình cũng nâng level đến tận 15 rồi thì mình nhận chẳng được gì, được chưa? Nhận nó không có lỗ, được chưa? Nên mình cũng nhận thẻ này. Là hai thẻ anh em nha. Thẻ app counter listing nó nằm ở mục của sub bear này, hai cái thẻ nằm mục sub bear này nha anh em nha. Đây, và thẻ web 3 AK đêm lâu này. Đây là hai thẻ nha. Rồi, thẻ thứ ba nó nằm ở phần web 3 này cho mình này. Chúng ta kích phần web 3 này. Rồi, đây thẻ thứ ba đây, thẻ thứ ba Grab for Developer này. Được chưa? Thì thẻ thứ ba này hiện tại là chúng ta là cần lợi nhuận bây giờ khá cao vậy anh em nhỉ. Bây giờ 4k kìa. Chúng ta phải cần hiện tại anh em có thể thấy là đang khóa đúng không ạ? Cái chìa khóa này đang khóa, mà để mở khóa được cái chìa khóa này, cho chìa khóa này nó mở khóa được thì chúng ta phải cần nâng cấp lên Pro Productem lên level 10. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tìm Productem để chúng ta nâng cấp level 10 này. Chúng ta kích phần BR cho mình này. Ok dạ. Rồi, chúng ta sẽ tìm là Pro Productem đúng không ạ? Rồi, chúng ta kéo xuống này. Đây, Productem đây. Đúng không ạ? Chúng ta kích vào 10 lần cho mình, như mình là level 2 rồi mình chỉ kích vào 8 lần thôi. Như yêu cầu nó là 10 lần, được chưa? 1 lần này. 4 lần này. Rồi 5 lần này. Rồi 6 lần này. Rồi 7 lần này. Rồi, khi đến level 10 như vậy thì chúng ta sẽ kích ở phần web 3. Đấy. Chúng ta sẽ kích ở đây thì nó sẽ hiện mở khóa cho anh em đây, đúng không ạ? Ui, lợi nhuận bây giờ 4k cơ mà. Bây giờ kích vào cho mình này. Đây, chúng ta chỉ mất 100.000 cái đồng xu hôm tư các bác, mình đổi ngược lại cái lợi nhuận 4k, khá là thơm đúng không ạ? Chúng ta kích vào nhận cho mình này. Anh em cần phải cân nhắc để cho anh em thế nào mà nó hợp lý nhất cho anh em, để anh em nhận thì nhận nhá, được chưa? Nói chung là anh em phải là tương đồng cân đối để xem nó hợp lý hay không để chúng ta cùng nhận thẻ nhá. Bây giờ hiểu nôm na như thế thôi. Đấy, vì mỗi người nâng cấp level khác nhau nên là mình cũng không biết là anh em level bao nhiêu để mình hướng dẫn. Mình thì hướng dẫn chung chung vậy thôi cho anh em gọi là tự cân bằng để anh em nâng làm nhá, nhận thẻ nhá. Ok, video này mình gửi tới anh em từ dự án để chúng ta nhận cái thẻ kết hợp từ dự án Hamster Công Bắc ngày 29 tháng 7 mình gửi tới anh em. Hẹn gặp anh em video tiếp theo.